Quý vị các bạn, hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu với bạn video thay chân SIM, chân thẻ nhớ của điện thoại Wico Bloom chính hãng tại di động cao cấp.vn. Trên tay mình đây là cả cụm bảng main của điện thoại Wico Bloom. Khi khách hàng gặp cái sự cố liên quan đến chân SIM của điện thoại Wico Bloom, gãy chân SIM chập chờn cũng được cũng không, do cắm nhầm SIM nano SIM hoặc là các cái bảng SIM không đúng chuẩn của máy gây hiện tượng chết SIM, hoặc cũng có hiện tượng chân SIM vẫn còn nguyên nhưng máy lại không nhận SIM, không nhận 3G, mất sóng. Quý khách hàng có thể qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn trên toàn quốc để được tư vấn và hướng dẫn kiểm tra sửa chữa điện thoại Wico Bloom liên quan đến lỗi chân SIM, chân thẻ nhớ của điện thoại Wico Bloom. Mọi thông tin về dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466750999 hoặc truy cập website www di động cao cấp.vn để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ và giá bán của các loại linh phụ kiện điện thoại Wico Bloom nói riêng và tất cả các dòng điện thoại Wico nói chung tại di động cao cấp.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.